nhiều đường phố của thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine đã biến thành đống đổ nát. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội bởi người dân Kharkiv cho thấy sự tàn phá trên các con đường của thành phố sau một trận oanh tạc của Nga hôm thứ Hai vừa qua. Đường phố ngổn ngang mảnh vỡ và kính vỡ, mặt tiền và mái che của các cửa hàng cùng các căn hộ phía trên bị hư hại nặng. Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, trở thành mục tiêu trong chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine.